Hoành tráng quá, hoành tráng quá. Ồ đây, vàng miếng đây. Mình giếm 3 miếng. 3 miếng còn lại tặng mẹ. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Phương Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Phương Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn view này như hàng ngàn video ngoài kia. Bây giờ Tâm đang trên đường đi đến một nơi để Tâm đi mua vàng. Các bạn thấy bộ đồ của Tâm là thấy là một cái dấu hiệu năm mới vàng tươi là phải không? Cái vấn đề về vàng á, trước đây Tâm chưa có biết tới nó đâu. Chỉ là gần đây thì bắt đầu mình mới để ý tới thôi. Nhưng mà thấy nó cũng linh nghiệm thiệt. Cho nên là năm nay Tâm sẽ đi mua vàng sớm để cho cái lọc nó về sớm hơn. Thời gian vừa qua Tâm rất là bận, cho nên là toàn mua đồ đặt về không mà chưa có thời gian để mà đi ra ngoài đường mà cầm cái này, sờ cái nọ và nâng niu từng cái một á, thì chưa có cơ hội làm cái điều đó. Nên bây giờ các bạn đi cùng Tâm nha. Ui đẹp quá nè, đẹp quá, bông tai đẹp. Hoành tráng quá, hoành tráng quá. Cái này cũng xinh quá nè. Ồ đây, vàng miếng đây. Ồ đây là bộ sưu tập vàng năm nay của PNG nè. Quá trời rồi. Mùa 10 Tết năm ngoái Tâm cũng gọi là học hỏi theo mọi người đi mua vàng. Nhưng mà tới nơi hả là quá trời đông luôn á mọi người. Năm ngoái Tâm cũng mua của PNG. Tâm nghĩ năm nay là mình cũng đừng nên đợi đến mùa 10 mà mình nên mua trước, để gọi là tới lúc đó mình không cần phải xếp hàng. Nhưng năm nay Tâm thấy là PNG có một cái bộ sưu tập vàng rất là đẹp. Đây nè. Dạ. Chào chị. Dạ, chào anh. Cho em coi cái bộ này đi, cái bộ vàng bộ này nè. Dạ. Bộ vàng này là Xuân An Khang Thuân Thịnh Phát. Thì bên PNG bên em bán trọn bộ này như là 6 miếng. Thì dạ, khi mà mình mua 6 miếng này thì mình sẽ được tặng thêm một cái hộp này để khi mà mình làm quà tặng biếu người thân hoặc là bạn bè đối tác thì rất là sang trọng nha chị nha. Wow. Em mời chị chiêm ngưỡng và tham khảo sản phẩm. Có cái bộ ba miếng này là sao ạ? Dạ, cái bộ ba miếng này là hình con cọp á chị. Ừ. Là An Thọ Phát. Có hai option, khách hàng muốn mua 6 miếng hoặc là 3 miếng là đều có sự, dạ, lựa chọn hết. Dạ đúng à, rồi chị. Ok. Mấy cái lẻ lẻ này là sao ạ? Dạ mấy cái lẻ lẻ này á là dạng kim bảo cát tường của PNG bên em mới sản xuất. Cái dạng này á là nó là 3 chỉ. Thì khi mà mình tặng người thân bạn bè gì nó cũng rất là sang trọng và tiện nữa. Cái miếng vàng ở bên ngoài là ép siêu luôn nha chị nha. Còn ngoài ra thì bên em còn thêm một miếng 5 chỉ nữa cũng là kim bảo cát tường luôn. Oh wow, à miếng trời này thì nó lớn hơn. Cái hình này là sao? Hình túi á chị. À. Cái này là hình túi lọc mà túi lọc 5 phân thôi. Còn này là hình ông thần tài mà ông thần tài lọc cũng 5 phân luôn. Khi mà mình mua mình tặng á thì thứ nhất là nó cũng gọn nè, nó cũng tiện nữa, dễ sử dụng. À tức là PNG có rất là nhiều sự lựa chọn khách hàng. Tức là ai muốn mẫu nào, như thế nào, nhu cầu như thế nào là cũng có hết. Em thấy các bạn như cái hộp này phù hợp nè. Cho em lấy hộp này nha. Cái này Tâm sẽ lấy 6 miếng về và mình giếm 3 miếng. Mình giữ 3 miếng. 3 miếng còn lại tặng mẹ. Đó ha, nhưng mà Tâm thấy là cái set 6 miếng rất là đẹp. Em dạ, lấy bộ này đi ha. Lấy bộ này. Dạ. Dạ vậy em thanh toán cho mình bộ này luôn ha, okay, chị ha. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ, hiện tại ở bên em có bộ sưu tập mới về trang sức mùa xuân á chị. Rất là nhiều sự lựa chọn và những cái màu sắc rất là rực rỡ luôn. Em mời chị thêm tham khảo thử nha. À là bộ sưu tập ở trên lầu à? Dạ đúng rồi. Trên lầu. À ok, em lên thử. Ngó miếng. Oh wow. Dạ đây là bộ sưu tập đá muôn đó chị. Đá muôn, dạ, cái màu hồng này là đá muôn đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị, kết hợp với màu vàng hồng. Là màu vàng hồng thì cũng là vàng luôn. Nó sẽ đồng bộ hơn. Mà khi mình đeo cái bộ sưu tập này mình rất là trẻ trung và năng động. Đúng rồi, một bộ như thế này là bao gồm cả dây cổ, nhẫn, bông tai và vòng nữa. À có vòng nữa. Dạ, à ok, vòng. Cho em xem thử nha. Cảm ơn bạn. Đây là dây cổ. Dạ đúng rồi, nó có kết hợp giữa đá trắng là đá PCZ và đá muôn. Kết hợp trên nền vàng vàng hồng này thì giúp cho mình có một cái năng lượng sắc xuân đó chị. Cho em đeo thử được không? Để em hỗ trợ mình đeo. Ok. À đeo ngược lại ha. Đeo cho mình xem nha. Ok ạ. Xinh quá. Cho em đeo thử nguyên bộ được không ạ? Dạ được chị. Dạ em mời chị thử vòng của sản. Đây là vòng. Nha. Đúng rồi. Dạ em đeo nhẫn cho chị luôn nha. Dạ rồi, để cho em đeo vòng cho mình luôn okay. Ha chị. Ừ. Rồi chị đeo rất là sang luôn á. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Tâm rất là thích bộ này luôn các bạn.
Khi mà Tâm tới đây xong rồi các bạn tư vấn cho Tâm á, là Tâm tia ngay cái bộ màu hồng này. Tại vì cái đá moon này á, nó siêu cưng luôn. Cái màu hồng pastel rất là nữ tính, cái màu mà Tâm rất là thích luôn á. Mà thêm nữa là cái viền xung quanh này là cũng có màu trắng nữa. Mà Tâm rất là hợp với những cái gì mà có màu trắng. Tâm cảm thấy nha, đeo cái bộ này lên mình cảm thấy mình nữ tính hơn hẳn luôn á. Cảm thấy như mình kiểu hoa cỏ mùa xuân á các bạn. Thêm cái bộ vàng này nữa. Chị ơi, hiện tại ở bên B&G bên em á đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi cho cái chương trình sắc xuân rạng rỡ như thế này. Thì khi mà mình sở hữu cái bộ sưu tập này á, nó sẽ theo cái khung giá ví dụ như là từ 40 triệu tới dưới 80 triệu á, thì sẽ hưởng ngay một cái cặp combo trị giá 5 triệu và mình sẽ được giảm ngay trực tiếp vô cái bộ trang sức này là 1 triệu đồng. Và ngoài ra mình sẽ được tặng thêm hai cái e-code trang sức vàng hoặc bạc trị giá mỗi e-code là 2 triệu. Thì ví dụ như là em sẽ tách hóa đơn ra và em sẽ giảm cho những cái món sau khi mà mình đạt đủ điều kiện. Và cái này nó sẽ áp dụng chung với lại tất cả các chương trình khuyến mãi đồng thời nha chị nha. Là chính sách thẻ VIP luôn. Thì rất là nhiều chương trình ưu đãi, còn từ 80 triệu đến dưới 120 triệu á, mình sẽ được giảm ngay vào hóa đơn là 2 triệu và tặng thêm mắt kính hiệu của B&G trị giá 2 triệu nữa. Rất là nhiều combo ha. Dạ đúng rồi, rất là nhiều combo. Thì em sẽ chia ra những cái combo mình sẽ thu khung giá nào thì em sẽ giảm cho mình theo cái khung giá đó nha chị nha. Ok bạn ơi, cho mình lấy bộ này nữa đi. Dạ rồi. Em ra hóa đơn cho chị thêm bộ này hay chị ha. Ừ, cảm ơn bạn. Dành cho Tết á, ngoài đi mua vàng á, thì Tâm còn mua rất là nhiều quần áo cho Tết nữa. Thì bây giờ để Tâm tới tiền xong rồi, Tâm sẽ dẫn các bạn về nhà Tâm khoe một vài món quần áo Tâm mua cho Tết nha. Ký đây à? Ok. Ok các bạn ơi, đây rồi, Tâm về nhà rồi. Đầu tiên chắc chắn không thể nào mà thiếu được trong mỗi dịp Tết đó chính là áo dài đúng không ạ? Thì năm nay Tâm được xéo sọ tặng một bộ áo dài rất là xinh. Có một xéo sọ rất là nhiều nha. Thì đây là cái áo dài mà xéo sọ tặng Tâm này. Tâm đã mặc cái này để mà đi chụp hình chung với Primi và Liên Anh rồi, với mẹ Tâm nữa. Thì Tâm sẽ để hình cho các bạn xem nha. Đây cái bộ như thế này đây, rất là xinh. Bộ màu vàng, hợp phong thủy của Tâm nha. Và với lại nó cũng matching với mẹ Tâm nữa, tại vì cái bộ của mẹ Tâm là nó có cái viền tay màu vàng á. Xong rồi Tâm có mua một cái hairpin, một cái gắn tóc này của Chanel nữa. Đây, Tâm thấy rất là phù hợp để mà mặc chung với cái áo dài luôn. Đây các bạn. Ta-da. Thấy. Hợp với bộ áo dài đúng không? Rồi, còn lúc mà Tâm có chụp hình á là Tâm có đạo cụ nữa. Mấy cái quạt mo. Quạt cọ gì? Xin lỗi. Quạt cọ. Thực ra những cái này là những cái quạt to hơn mà xong rồi là mang về và cắt lại á. Rất là khó để tìm những cây quạt nhỏ như vậy. Xong rồi là Tâm có qua bên xéo sọ luôn để mua 4 cây quạt này. Rất là hợp với 4 bộ áo dài. Đó. Đó. Xong rồi là Tâm có mua một đống đồ vừa là đạo cụ mà vừa là bao lì xì để mà Tết Tâm sẽ gửi cho mọi người để lì xì cho Tâm. Tại vì Tâm thấy những cái này nó xinh á, Tâm mua, Tâm gửi mọi người, tặng những cái bao lì xì cho mọi người để mọi người có thể bỏ tiền vô đó và tặng lại cho Tâm. Đây ví dụ như cái này ha, rất là xinh nè. Cả năm rần rần. Và bên trong này các bạn, rất là đáng yêu luôn. Chơi rần rần, mơ rần rần, cười rần rần. Đó. Và vui rần rần. Đó. Và cuối cùng là khỏe rần rần. Đấy. Đó. Đây cũng màu vàng. À với lại có một cái kiểu lì xì năm nay cũng rất là lạ nữa. Đó chính là lì xì que. Không phải, lì xì quẻ. Tức là đây, nó là như vậy nè. Xếp lại thành cái hộp ha. Xong rồi có những cái quẻ trong này nè. Những cái quẻ như vậy. Xong rồi các bạn bỏ tiền vô á. Xong các bạn bỏ vào trong cái hộp to như vậy. Xong rồi mình cứ làm như vậy nè các bạn ạ. Các bạn giống như là đi xin xăm á. Thì nó cứ rớt cái nào ra thì người ta sẽ lấy cái bao lì xì đó. Vui á hả? Đó, được hai cái. Tết này Tâm sẽ đi Đà Lạt. Cho nên là Tâm thấy có rất là nhiều món đồ ấm mà cũng rất là Tết mà cũng rất là phong thủy mà Zara bán rất là hay, rất là đẹp. Cho nên là Tâm có gom về mấy cái. Ví dụ như là chiếc áo này đây, Gilleland, có hình con cọp, các bạn thấy không? So cute. Đấy. Tiếp theo là set đồ này của Zara, là chiếc áo như kiểu áo len phía trên á. Và dưới này là một cái váy. Đó, nguyên set nha. Rồi đang nói về quần áo thì Tâm có một set này của anh Công Trí, rất là đẹp luôn. Tâm may chung matching với mẹ Tâm. Đây, và cái bộ như thế này đây.
Đây là cái áo trên nè. Đó, cái áo trên như vậy. Và ở dưới là một chiếc váy bút chì. Mẹ Tâm và Tâm nghĩ là sẽ may một cái đầm. Xinh ha, cái họa tiết xinh ghê luôn. Các bạn siêu đẹp luôn. Vừa rồi là những món đồ Tâm đã chuẩn bị cho Tết năm nay. Các bạn thấy sao ạ? Để lại giúp comment cho Tâm biết nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video cho Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo Tâm ra video mới mỗi tuần nha các bạn. Cảm ơn các bạn. 再找不及一些